Sáng ngày 10 tháng 7, Công an thành phố Thuận An và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân hai xe container va chạm nhau rồi bốc cháy nguồn ngục tại khu vực giao lộ Nguyễn Du, DT743. Thông tin ban đầu vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, xe container biển số 70C chạy trên đường DT743 hướng từ vòng xoay An Phú đi ngã tư 550. Khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với một xe container khác mang biển số 51C đang băng qua đường, làm thùng container của xe này lật ngang xuống đường rồi hai phương tiện bốc cháy. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa. Tuy nhiên, hai phần cabin của hai phương tiện đều đã cháy trơ khung. Rất may các tài xế đã kịp thoát ra trước đó nên không có thương vong về người. Thông tin từ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đang gấp rút triển khai các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do và dự án di dân vùng thiên tai cấp bách sẽ hoàn thành trong các năm 2024 và năm 2025. Cụ thể, tại dự án ổn định dân di cư tự do ở các thôn Đan Hà, Thống Nhất, Phương Lâm và Tân Lập thuộc xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tổng mức đầu tư trên 78 tỷ đồng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong khu vực, ổn định đời sống cho 429 hộ dân. Dự án đầu tư di dời khẩn cấp dân ra khỏi vùng lũ quét tại 4 thôn thuộc xã Liên Hà, huyện Lâm Hà cũng vừa được phê duyệt gấp rút triển khai để di dời 17 hộ, hiện đã được bố trí 11 tỷ đồng. Tại dự án sắp xếp dân di cư tự do ở tiểu khu 179, khu vực Tây Sơn, xã Liên Strôn, huyện Đam Rông, bố trí ổn định tại chỗ cho 192 hộ dân là người dân tộc thiểu số, di cư từ các tỉnh Tây Bắc. Hiện nay mới được phân bổ 16 tỷ đồng, trong tổng số hơn 159 tỷ đồng theo kế hoạch. Đến nay, dự án này gặp nhiều khó khăn, nhất là kết nối giao thông, do khu vực nằm sâu trong rừng, cách xa các khu dân cư. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn báo cáo, đề xuất chính phủ xem xét, bố trí nguồn kinh phí 29,9 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư một số hạng mục công trình giao thông thiết yếu tại đây, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân sinh sống trong khu vực. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Châu Văn Mỹ, 53 tuổi, cựu phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu về hành vi nhận hối lộ. Theo cáo trạng, Châu Văn Mỹ là thẩm phán, phó chánh án thường trực Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, được phân công là thành viên tham gia hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 3 tháng 4 năm 2022 tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Trong vụ án này, GHT, ngụ phường 8, thành phố Bạc Liêu là bị cáo. Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Hòa Bình xét xử sơ thẩm tuyên phạt nữ bị cáo T mức án 6 tháng tù giam. Sau đó, bị cáo T gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xin được giảm nhẹ hình phạt cho hưởng án treo. Thông qua mối quan hệ quen biết, T nhờ người giới thiệu với Mỹ. Sau nhiều lần gặp, Mỹ không chỉ yêu cầu T cho quan hệ tình dục, mà còn yêu cầu đưa 100 triệu đồng để giúp hưởng án treo. Ngày 8 tháng 11 năm 2022, Mỹ tham gia hội đồng xét xử phúc thẩm, tuyên phạt T 6 tháng tù treo. Sau khi phiên tòa kết thúc, Mỹ điện thoại yêu cầu T đưa 20 triệu đồng còn lại, trước đó đã nhận 80 triệu đồng. Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 11 tháng 1 năm 2022, Mỹ đi ô tô đón T đến một khách sạn ở phường 1 thành phố Bạc Liêu. Tại đây, T đưa 20 triệu đồng cho Mỹ. Khi nhận tiền, Mỹ bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang. Khi bị bắt, trên người Mỹ không mặc quần áo, cùng tang vật là số tiền 20 triệu đồng. Ngày 9 tháng 7, Công an Quảng Ngãi phát hiện bắt giữ một đối tượng giả đại tá công an, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Theo đó, vào lúc 11 giờ ngày 8 tháng 7, Công an phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú trên địa bàn, thì phát hiện phòng của Trần Văn Trí, 47 tuổi, ở thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, có hai bộ trang phục công an nhân dân, gắn cấp bậc hàm đại tá, một còng số 8, một khẩu súng giả và nhiều giấy tờ bằng cấp mang tên Trần Văn Trí. Trí khai nhận số trang phục công an nhân dân trên, đối tượng mua trên mạng xã hội và các loại giấy tờ bằng cấp đều là giả. Qua thủ đoạn trên, Trí đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng đã ra Quảng Ngãi hẹn gặp và hứa với một người dân tại thành phố Quảng Ngãi là sẽ xin việc giúp vào một cơ quan thuộc Bộ Công an ở khu vực phía Nam với giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được ý định thì Trí bị lực lượng công an phường Trần Phú phát hiện bắt giữ.
Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ cướp tài sản hết sức táo bạo, manh động và bị hại trong vụ việc là hai vợ chồng cao tuổi. Trước đó, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 7 tháng 7, khi vợ chồng ông Nguyễn Hữu Hiệp và bà Phạm Thị Lan, ngụ ấp Sào Lưới Tây, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, đang ngủ, thì bị một nhóm người bịt mặt xông vào khống chế, đánh gây thương tích để cướp tài sản, gồm 5 chỉ vàng 24K, một điện thoại di động và hơn 20 triệu đồng. Sau 2 giờ truy vết, lực lượng chức năng phát hiện một vỏ lãi chạy về hướng thị trấn Cái Đôi Vàm, cách địa điểm xảy ra vụ cướp khoảng 10 km, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển vỏ lãi tháo chạy, do đó lực lượng làm nhiệm vụ triển khai bao vây, áp sát phương tiện, khống chế bắt giữ đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm nghi phạm này khai tên Trần Tuyết Phương, sinh năm 1981, Trần Tuyết Ngoan, sinh năm 1987, Huỳnh Chí Hiền, sinh năm 1990 và Huỳnh Văn Xanh, sinh năm 1978, cùng ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Trần Chí Toàn, còn gọi là Đen, sinh năm 1994, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Trong đó, đối tượng Trần Chí Toàn có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Cả 5 nghi phạm này đều là người một gia đình. Bộ đội biên phòng Cao Bằng vừa phát hiện bắt giữ Đinh Văn Thanh, sinh năm 1990, trú tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, vì có hành vi tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cụ thể, vào sáng ngày 7 tháng 7, đội tuần tra của đồn biên phòng Ngọc Côn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực xóm Đổng Luông, Chi Choi, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 88A52147 dừng trên tỉnh lộ 213, đón 4 người đàn ông lên xe tại khu vực trước cổng bãi container Việt Long thuộc xóm Đổng Luông, Chi Choi, đang chuẩn bị di chuyển ra hướng thị trấn Trùng Khánh, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra xe ô tô, phát hiện trong xe đang chở 4 người đàn ông Trung Quốc, không xuất trình được giấy tờ theo quy định. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Đinh Văn Thanh khai nhận được một người bạn đã quen qua mạng xã hội Facebook, thuê đi từ tỉnh Vĩnh Phúc lên huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, chở nhóm người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép xuống Hà Nội với giá 5 triệu đồng. Số công dân Trung Quốc trên khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để di chuyển sang Thái Lan tìm việc làm.